kéo lốp xe với trọng lượng lớn. Đến chống đẩy, nín thở trong chậu nước. Đó là những bài thể lực được yêu cầu thực hiện liên tục với độ khó cao hơn mỗi ngày để bộ đội đặc công có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Vượt qua những giới hạn của bản thân, đó là yêu cầu cơ bản phải hoàn thành trong huấn luyện thể lực của Lữ đoàn đặc công biệt động 1. Tinh thần quyết chiến quyết thắng, không bỏ cuộc trong mọi điều kiện gian khổ cũng được mài sắc từ đây. Báo cáo đồng chí là bài tập này nó tăng cường sức khỏe dẻo dai và nó tăng cường các hệ nhóm cơ như cơ tay, cơ vai, cơ ngực và cơ bụng. Và đặc biệt là nó giúp cho cái phổi của mình nó lưu thông tốt hơn. Thể lực bền bỉ, hệ tiền đình vững vàng cũng là bí quyết để cán bộ, chiến đấu viên Lữ đoàn đặc công nước 5 đáp ứng tốt những hải trình dài ngày trong điều kiện sóng to gió lớn. Nếu quá trình di chuyển thử thách sức chịu đựng, trình độ đi biển của thủy thủ, thì nội dung thực binh trong đêm tối lại đòi hỏi rất cao về trình độ kỹ chiến thuật của từng cá nhân. Mỗi lần diễn tập đã hình thành kỹ năng, kỹ xảo toàn diện cho bộ đội trong thực tế chiến đấu. Đổi mới và quy mô là toàn diện, không những trong không gian, thời gian và kể cả trong cái hình thức, phương pháp, nội dung. Thì trong các cuộc diễn tập này thì phải rèn luyện cho tác phong và phương pháp của người chỉ huy mà có cả trong công tác của cán bộ chiến sĩ cũng như là bảo đảm về hậu cần kỹ thuật lương thực được phương tiện. Để nâng cao khả năng sử dụng vũ khí trang bị đặc chủng hiện đại có trong biên chế, binh chủng đặc công đã liên tục tổ chức các hội thi tổ mũi chiến đấu giỏi, hội thao quân sự, trình diễn giao lưu với các nội dung võ thuật, bài bắn có độ phức tạp cao. Nhanh tay nhanh mắt nhưng cũng cần có tinh thần thép để chọn thời khắc nổ súng. Mỗi mục tiêu được hạ gục nhanh gọn cho thấy hiệu quả từ việc đổi mới phương pháp huấn luyện. Chúng tôi sẽ tập trung vào huấn luyện đối kháng cho cấp tiểu đoàn và cấp đại đội và huấn luyện cho cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp, rồi lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trước, sẵn sàng xử trí các tình huống khi được bộ giao. Dù là trên không, trên biển hay các địa hình đa dạng trên mặt đất, bộ đội đặc công luôn sẵn sàng tự tin đối mặt với hiểm nguy để bảo đảm bình yên cho nhân dân. Đó là trách nhiệm cũng là vinh dự đặc biệt của bộ đội đặc công.